lần này của mình đi đặc khu đen thì cực kỳ một lạ đạo quá. Mà có du lịch nước ngoài, không có lịch sử chút nào. Nếu như ta đặt ở bên đó, xưa như kia nó cũng nít, nó còn nít cho khu đen đó, tới giờ nó biết hiểu. Chứ còn trong giấy cũng không có tên đó nữa. Mà để đặt vậy. Có nhiều chỗ mà đặt cái tên lộn lộn, lên xin nó không cho nha. Tên nó được nên đặt cái tên cùng cùng viên viên gì đó. Vậy rồi như mấy cái ông mà thầy mới ở mấy cái ông mà mấy em chị đó đâu cũng như là cái ngày cái mấy cái người mà người ta khác đạo á, người ta kêu bằng anh chị rồi thì cũng anh chị anh em thôi, giống mình kêu hồi xưa không hai lớp tuổi người đó làm anh chị em. Ủa, con cũng giáo gặp con mình gặp ông nào từ nhỏ tuổi 10 tuổi 20 tuổi như cha luôn thì cũng khó ha, khó mình không ấy rồi. Gặp cái thằng bé 20 tuổi mới ra trường kêu cha nó không được. Phao nó ngon ngọ kỳ kỳ. Ngọ kỳ kỳ. Mấy ông này ông nhỏ tuổi kêu anh đàng hoàng em anh em chứ anh em con chú mà. Cái đó thì con người trong đạo thì phải kêu khác nha. Tại vì ta cái đạo không giáo khác. Nhưng chú giáo khác rồi tinh lành nó khác nha anh chị. Mà cái tinh lành ý ấy anh nói là người trong đạo phải kêu anh là phải kêu Phật vậy á. Kêu sao? Thì mấy người trong đạo trong kinh lành thì kêu anh em thôi. Vậy thì hả? Cũng kêu mục sư kêu là anh em, ai nhỏ thì em, ai lớn thì anh chị vậy đó. Còn con giáo thì thiên chúa giáo thì ổng là cha, ổng là tuổi nào cũng là cha, còn người kia là con hết, đúng không? Già cái gì cũng con hết. Còn mục sư đó là coi như là nhỏ là kêu bằng em. Giống như gặp mình á, mình nhỏ ổng nhỏ mình thì kêu anh, dù là người lạ cũng anh. Còn cái trong đạo thì trong đạo cũng kêu luôn. Vậy thì luôn có thì gặp ổng là em chứ là cái gì. Chúa nói trên thế giới này chứ mình cha là cha trên trời, đâu có ai kêu cha. Không, chỉ có cha mẹ ở nhà thì kêu cha mẹ đó. Cái người khác làm sao cha mẹ. Hồi nãy giờ anh con đánh kêu thì của anh được rồi. Ví dụ là anh hay em được rồi. Hay là kêu cái danh hiệu được rồi. Ví dụ người là thì thực sự mình vô những ông trường thì kêu nó giáo sư gì á thì đến đâu mà tùy theo cái tập của người ta lẽ vô chứ mới gặp người ta mà anh kêu ông này ông nọ cũng được, phải không? Nào quen thân thì anh em sao được không? Ví dụ tôi bước nhà của anh thì anh lớn tôi kêu anh còn cao có kêu bằng chú cô chú gì đó, không thì cái phong tục mình dân cũ là chứ còn mà đương mà thờ là phải kêu cha hết à. Cái đó là con giáo, con giáo à, con kinh lãnh thì mục sư. Nhưng mà họ kêu lại anh thì cũng kêu anh nữa chứ đâu có kêu gì. Anh lớn không? Đó.
Rồi nãy anh nói anh không biết là nó ở trong làm cái gì. Như ở bên là Chúa á. Ở anh nói đi chạy đi cái đó thì con cái là nó làm tiêu tiêu vậy rồi. Không, mình chỉ đi thăm vậy thôi. Anh em mà, con Chúa mà ai cũng là anh em của mình. Tại Chúa nói ai mà tin Chúa luôn là thờ là bắt đầu là anh em, cũng là anh em cha của mình trên trời là Chúa, đúng không? Mình cứ một cha thôi, chứ đừng có gọi kêu ai cũng kêu cha đâu có được. Thì mỗi cái giáo hội khác nhau, nếu mà anh mà bố anh cưới vợ, gả con hay là có dâu rẻ gì vậy, anh vợ đồng kia anh cũng theo cái tục đó thôi, đúng không? Thì ở đâu cũng vậy thôi. Lai Hà Tiên là số 1 của Việt Nam. Rồi mà thấy cái biển không thấy không, ngon quá. Cái bố mà nó xây hết là không là ngon lắm mà. Bây giờ có đi Làng Cạn chưa? Đi đâu? Có đi lên Hà Tiên là chưa? Đây lần đầu tiên em mới đi xe buýt đến nè. Dạ. Ủa đi chuyện gì em đi xe buýt chứ không em đi xe mau hả? À? Đi xe buýt. Rồi chỉ là em đêm nay ở đây rồi ngày mai mới đi ra ngoài nó biển. Không, em ở Cà Mau mới lên. Cà Mau lên mà đêm nay em ở đây rồi ngày mai em mới đi. Không, Cà Mau em đi xe em đi du lịch rồi. Đi du lịch hả? Ờ, đi du lịch rồi em gặp giá xong ở đây ở tiền đêm. Ngày mai đi lên Châu Đốc. Rồi ngày mốt đi xuống Long Xuyên, rồi ngày mốt nó đi nếu mà được thì đi Đồng Tháp. Thấy không? Rồi đi tùm lum vậy mà. Đi cho đã luôn. Ờ, đi đã mà đâu có làm gì đâu. Rồi xe lên đó xe đi đông không? À, cũng nửa chiếc xe tại bây giờ dịch mà có nhiều người đi. Nửa chiếc xe. Cũng rẻ có 80. Giá lên đây có 80 mà xe ngon. Có 80 triệu hả? Ngon. Vậy là em bao nhiêu lên đây em ngủ đây ngày mai bắt đầu bao nhiêu tính một xe nữa. Rồi, ngày mai đi ra bến xe rồi đi Châu Đốc nha. Đi Châu Đốc. Vậy là em ngủ bên đó rồi sáng mới đi xe qua đây. Đi qua bên tại bến xe Châu Đốc là bến xe đây phải không? Bên này. Đây hả? Bên này. Phim nè, có đóng phim nè, quay gần hết bãi luôn nè. Nãy giờ đi với anh quay nè. Một món thích cái nào là mình mua cái đó đồng giá ba. Thì Hà Tiên cũng chở mà, phải không? Đi một tiếng là hết rồi. Trừ ra là ví dụ như mình có gia đình rồi còn đi tắm biển đúng không? Mình độc thân mà, đi lẹ đó. Bến xe làm chừng đó. Bến xe làm chừng đó.